Xuân Phương thân mến chào các bạn đến với câu chuyện trong tuần. Vâng, thưa các bạn, cách đây 2 tuần Xuân Phương có nói về câu chuyện của chị Trần Thị Nga, một nhà đấu tranh nhân quyền, một người mẹ can trường, bất chấp những đòn thù của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, vẫn kiên trì lên tiếng để đòi công lý cho người dân oan. Thì mới đây lại có tin chị Trần Thị Nga bị đánh đập và bị đe dọa tính mạng trong tù. Đáng buồn hơn nữa là việc các tù nhân lương tâm bị hành hung, bị phân biệt đối xử trong tù là chuyện thông thường trong trại tù cộng sản. Thông qua trang Facebook cá nhân, ông Lương Dân Lý, chồng của tù nhân lương tâm Trần Thị Nga cho biết, trong lần điện thoại 5 phút hàng tháng về nhà mới đây, chị Nga đã cho biết là trong thời gian qua, chị đã liên tục bị đánh đập và người hành hung chị còn đe dọa sẽ giết chị. Trong lần thăm nuôi trước, chị Nga cho biết chị đang bị giam chung với một nữ phạm nhân hình sự đầu gấu khét tiếng nhất trại Gia Trung, mà sau này cựu tù nhân lương tâm Bùi Hằng đã nhanh chóng nhận diện, đó là nữ tù nhân Hải Hồ, vì chính chị Bùi Hằng cũng đã là nạn nhân của người này trong thời gian chị bị giam ở trại tù Gia Trung. Trại giam Gia Trung đã có tiếng trong việc dùng các phạm nhân hình sự đầu gấu khét tiếng nhất trại để khủng bố, đánh đập các tù nhân lương tâm. Ngoài việc mượn tài những tù nhân hình sự để đánh đập chị Nga, chính những quản giáo của trại cũng đã tham gia vào việc hành hung chị Nga trong suốt thời gian qua. Những người này đã bị cựu tù nhân lương tâm Bùi Hằng nêu đích danh, đó là giám thị Nguyễn Đình Ba, trung tá phó giám thị Đào Ngọc Sĩ và thượng tá phó giám thị Đặng Ngọc Hùng. Một tù nhân lương tâm khác cũng đã lên tiếng tố cáo những hành vi ngược đãi trong các nhà tù cộng sản, đó là chị Trần Thị Thúy, người vừa được trả tự do sau 8 năm dài thụ án chỉ vì đã lên tiếng tranh đấu cho những người dân oan bị cưỡng chế nhà đất ở Bến Tre. Trong suốt thời gian bị giam cầm, chị Trần Thị Thúy đã bị ngược đãi nhiều lần, khiến nhiều tổ chức nhân quyền thế giới đã lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Kể về một trong những lần bị ngược đãi, chị Thúy cho biết, vào tháng 4 năm 2015, bác sĩ chuẩn đoán chị bị bú ở tử cung. Bệnh có nhiều lúc trở nặng, khiến chị cảm thấy gần chết. Một viên cai tù đã bảo chị phải nhận tội nếu muốn được chữa trị, nếu không thì cứ để vậy cho chết trong tù. Nhưng chị Thúy vẫn kiên quyết không nhận tội. Sau 8 năm bị giam giữ trong những điều kiện tồi tệ, vào ngày 10 tháng 8 vừa qua, chị Thúy trở về nhà mang theo nhiều bệnh tật mà chị đã mắc phải trong thời gian ở tù. Mẹ Nắm là một trường hợp nữ tù nhân chính trị khác cũng bị quản giáo trại tù dùng các tù nhân hình sự để hành hạ khống chế. Chị đã phải tuyệt thực để chống lại các hình thức tra tấn này. Bà Tuyết Lan, mẹ của mẹ Nắm cho biết, tính mạng của người nữ tù nhân chính trị này đã bị đe dọa. Một nữ tù nhân lương tâm khác là chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn, một cô gái đã bị bắt giam từ năm 2011 khi cô mới có 26 tuổi. Chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn đã bị kết tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân và bị kết án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế chỉ vì chị đã dám khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Cô gái xinh xắn, trông mảnh khảnh nhưng lại có một tinh thần kiên cường bất khuất. Chị Minh Mẫn đã nhiều lần tuyệt thực trong nhà tù để buộc các quản giáo chấm dứt những hành vi phân biệt đối xử đối với chị cũng như đối với các tù nhân lương tâm khác. Một người phụ nữ can đảm khác cũng đã bị giam giữ tại trại tù Gia Trung, đó là tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu. Chỉ vì không chấp nhận được việc nhà cầm quyền cướp đất của người dân, nên người phụ nữ chuyên việc đồng án này đã kiên quyết lên tiếng đấu tranh đòi công lý cho những người dân oan. Chị Thêu đã bị nhà cầm quyền tuyên án tù 2 lần, nhưng sau khi ra khỏi nhà tù nhỏ, trở về nhà tù lớn, chị Thêu vẫn kiên quyết tiếp tục góp sức cùng với bà con đấu tranh giành lại đất đai tài sản mà chế độ cộng sản Việt Nam đã cướp đoạt của nhân dân. Và không chỉ có những nữ tù nhân lương tâm phải đối diện hàng ngày với sự hành hung, mà những phụ nữ đấu tranh ở bên ngoài cũng phải gánh chịu không ít những đòn thù bẩn thỉu của chế độ độc tài. Như chị Phạm Đoan Trang đã bị đe dọa, sách nhiễu, quản thúc tại gia chỉ vì chị viết cuốn sách Chính trị bình dân với mục đích
giúp cho người dân hiểu hơn về quyền và trách nhiệm của một công dân. Mới đây, chị Phạm Đoan Trang còn bị đánh đập dã man chỉ vì đi tham dự buổi ca nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Tính, một ca sĩ trẻ đã tham gia biểu tình chống luật đặc khu. Và còn có chị Huỳnh Thục Vi nữa, một người mẹ có con nhỏ nhưng đã bị khởi tố chỉ vì đã vạch trần những sai phạm của các giới chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu chuyện của chị Trần Thị Nga cũng giống như câu chuyện của chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn, chị Bùi Thị Minh Hằng, chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chị Trần Thị Thúy, chị Cấn Thị Thêu, chị Huỳnh Thục Vi, chị Phạm Đoan Trang, chị Võ Hồng Ly, chị Thảo Teresa, chị Nguyễn Thúy Hạnh và rất rất nhiều phụ nữ yêu nước khác, nói lên một điều nghịch lý chỉ có trong một đất nước bị chế độ độc tài cai trị. Đó là những người quan tâm đến sự ấm no của đồng bào mình, quan tâm đến chủ quyền đất nước, vận mệnh dân tộc, thì lại phải gánh chịu những đòn trả thù của nhà cầm quyền độc tài và đôi khi còn phải đối đầu với nguy cơ tánh mạng bị hại. Vâng, thưa các bạn, sứ mệnh làm mẹ luôn được người phụ nữ xem là một sứ mệnh thiêng liêng. Chính vì muốn thấy các con lớn lên trong một đất nước tự do thịnh vượng, mà những người phụ nữ như chị Trần Thị Nga đã trở thành các nhà đấu tranh nhân quyền bất chấp tù đài. Họ đấu tranh để không còn những người dân bị mất đất, bị mất kế sinh nhai. Họ đấu tranh để không còn những vụ gian lận thi cử, mua bằng cấp, để không còn những tham quan bán nước hại dân. Họ đấu tranh vì họ không muốn con cháu sống trong một đất nước đầy bất công, đầy nghịch lý. Và trong cuộc đấu tranh đầy cam go này, họ rất cần sự hỗ trợ của đồng bào mình. Vậy chúng ta hãy cùng nhau hỗ trợ cho những phụ nữ can trường này nha các bạn. Xuân Phương rất mong nhận được nhiều góp ý của các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện trong tuần lần tới.